Trong tầm giá 15 triệu đúng là có rất là nhiều cái lựa chọn cho mình để mình mua một cây piano điện. Thì hôm nay Hoàng lại giới thiệu cho các bạn một cái lựa chọn nữa, đó là Yamaha CLP320 đàn đã qua sử dụng. Thì cái cây này sản xuất trong phạm vi là năm 2010. Các bạn thấy không, cây CLP320 á, là nó kích thước của nó ngang với cây IDP162, nó còn lùn hơn miếng nữa. Cái điểm lợi của nó là gì? Đó là cái sự nhỏ gọn. Cái hình dáng của nó nhỏ gọn giống cây Yamaha IDP, nhưng mà cái hồn của nó, tức là cái âm thanh của nó là cái cây CLP. CLP thì hay hơn là IDP rồi, các bạn biết rồi. Bây giờ mình đàn mẫu một chút cho các bạn xem cái cây này nhá. Đây là chân dung của cây CLP320 nha, của hãng Yamaha. Rồi mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Cây này sản xuất năm 2010 nha các bạn nhé. Sản xuất năm 2010. Trước mặt mình là cái cây màu R, tức là Rosewood. Rosewood chắc là dịch sang tiếng Việt Nam là cái gỗ cây hồng đào các bạn. Rose hồng đào. Nó cũng có nắp trượt luôn ha, cũng giống như mọi cây khác. Ở trên này thì nó có cái logo Yamaha Clavinova, tức là đây là dòng Clavinova. Kích thước của cây này thì nó như cái cây IDP. Nó khác là gì? Nó khác là cái sáp thì nó giống cái IDP, nhưng cái hồn á là của cây CLP. Thì các bạn biết rồi, CLP là dòng Clavinova, là dòng chuyên tiếng, tức tiếng nó phải hay hơn. Cái lúc mà xuất xưởng cây này là 35 triệu. Giá xuất xưởng á là 35 triệu. Còn IDP thì xuất xưởng giá cái thời điểm đó là mình nhớ là 30 triệu hay 33 triệu gì đó. Tức là cái này nó vẫn mắc hơn là IDP. Hiện tại thì IDP họ đã giảm giá xuống còn lại 26 triệu là cây đàn mới tinh các bạn. Mình có bán cây đàn cũ là tầm 16 triệu đó. Còn cái cây này là mình bán tùy đợt ha, 15 đến 16 triệu cái cây CLP320 đàn cũ này ha các bạn ha. Đây là cái SCLP320. Thì CLP và SCLP nó khác nhau ở cái gì? Thật ra là nó giống nhau hoàn toàn, chỉ khác là nó phân phối cho bên Nhật á, thì các chữ nó hiện lên là chữ tiếng Nhật. Đó thì là SCLP. Còn là phân phối cho các nước khác thì là CLP thôi. Như Hoàng đã nói rồi, cái cây này là CLP, cho nên là cái hồn của nó là CLP, nên cái nội công của nó là của CLP. Tuy là cái hình dáng nó giống IDP vậy thôi, nhưng mà cái nội công của nó là CLP. Đó, thực sự là những cái sản phẩm trong cái phạm vi trên dưới 15 đến 18 này thì nó rất là nhiều cái sự lựa chọn. Thì Hoàng cũng chỉ giới thiệu các bạn đây là một trong các lựa chọn, tùy gia đình, tùy cái không gian mà các bạn đặt, tùy cái sở thích của các bạn. Tùy các bạn thích là hãng gì, đàn gì, kích thước nhỏ hay to. Đó, nó rất là nhiều cái yếu tố để đưa ra một cái quyết định để mình mua cái cây đàn nào. Nhưng đây cũng là một cái sản phẩm đáng để cho các bạn cân nhắc. Để mà có được cái sự quyết định đúng đắn á, thì Hoàng vẫn khuyên các bạn đến tận nơi để mà trải nghiệm. Đó, bên Hoàng á, là Piano Finger là nơi trải nghiệm ha. Mời các bạn đến, các bạn trải nghiệm để chi? Để chính các bạn quyết định cho các bạn. Không cần phải nghe theo cái lời khuyên của người khác đâu. Mình ưng thì nó đúng với mình,
đừng có lấy cái ý kiến của người khác, người khác ưng chứ đâu phải mình ưng đâu ha. Cho nên là cuối cùng cũng chân tình là khuyên các bạn hãy đến, đến để chi, để cảm nhận, để trải nghiệm nó, để rồi đưa ra cái quyết định chính xác cho mình, để sau này mình sẽ có một cái vật để mình yêu quý nó ha các bạn ha. Rồi chúc các bạn sẽ lựa chọn được một cây đàn ưng ý cho mình. Cảm ơn và mời các bạn đến cửa hàng của Hoàng nha.